Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mọi người có khỏe không? Thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn chủ đề bỏ ra vài trăm triệu để đi Úc. Và ở Việt Nam mình thấy dạo gần đây rất là nhiều anh chị bỏ ra vài trăm triệu làm giấy tờ giả, bằng cấp giả, thậm chí làm luôn cái tên giả luôn để đi Úc không? Rồi có mấy anh chị là làm bằng cấp giả, giấy tờ giả qua Úc rồi xong rồi nghe người này khuyên, nghe người kia khuyên là đủ kiểu. Rồi làm visa tị nạn đủ kiểu ấy. Chỉ mong qua Úc để đi làm kiếm tiền thôi. Mà nó khổ ghê. Ở Việt Nam dạo này thì khó khăn quá. Anh chị mới nghĩ ra chuyện đi Úc để mà làm việc. Rồi cuối cùng đi qua Úc, công việc thì không có. Có những anh kể cho mình nghe, đi làm farm một tuần người ta chỉ cho đi làm 2 ngày, rồi người ta cho nghỉ 5-6 ngày, rồi đi phụ cái này phụ cái kia một ngày, một tuần chỉ được 1-2 ngày thôi. Người ta trả lương 100-150 gì đó, rồi xong rồi đủ sống thôi, không có dư một đồng nào luôn. Rồi các bạn nghĩ làm sao? Người ở đây người ta đi làm, người ta cũng lương của người ta cũng 50, 60, 70. Các bạn qua đây các bạn có việc làm, bạn dành hết việc làm của người ta, người ta cũng ghen tị với các bạn vậy. Các bạn phải hiểu, bạn đi qua đây bạn làm á, có cái gì làm cái đó thôi các bạn. Đừng nên mà bỏ ra rồi đi vay đi mượn đồ này đồ kia mấy trăm triệu để mà qua đây để làm gì. Vậy rồi mình có gặp mấy anh chị không? Mấy anh chị nói sao mình hay đi lang thang vậy, đi quay chỗ này chỗ kia đi lang thang rồi nói chuyện cho mọi người nghe. Thì mình mới nói đùa với mấy anh chị á, vậy anh chị đi vòng vòng chơi đi, anh chị đừng có đi làm nữa giống như em vậy nè. Mấy anh chị nó không được, anh chị lúc nào cũng phải đi mở quán rồi đi làm công chỗ này chỗ kia nữa. Đúng rồi, cái chuyện của em là em được tự do rồi, em đi chỗ này chỗ kia, còn anh chị không được tự do nên anh chị phải đi làm một cái việc gì đó, cho dù làm công hay làm chủ gì anh chị cũng đang bị vướng vô cái đó rồi đó. Nên mình nói việc tự do, cái tự do nó quan trọng lắm các bạn. Tự do để được đi đây đi đó, tự do để làm những cái chuyện mình thích. Các bạn nếu mà các bạn nào nghĩ tốn vài trăm triệu đi qua Úc thì mình nghĩ mình khuyên các bạn luôn á, cố gắng dùng cái số tiền đó để mà làm cái chuyện khác, đừng có làm giấy tờ giả rồi nó ảnh hưởng đến các bạn, ảnh hưởng đến con cái các bạn đó. Ví dụ như có anh vừa rồi cũng tốn hết 300 triệu để đi qua đây, rồi bao lâu thì mới đi làm lấy lại cái vốn đó. Tay nghề có giỏi cỡ nào nhưng mà không có tiếng Anh thì cũng vậy thôi. Không được lao động hợp pháp ở bên Úc thì cũng vậy thôi. Có nhiều cái nó bị ảnh hưởng đó các bạn lắm. Đi qua đây làm visa tị nạn không biết làm được hay không, nhưng mà thấy là tương lai nó hơi khó khăn rồi. Rồi thêm không biết lái xe đồ này nọ nữa. Cực lắm các bạn. Bởi vì mình nói Việt Nam hãy chuẩn bị hết đi. Tiếng Anh không biết nhiều thì cũng phải biết ít. Học sơ sơ để qua đây giao tiếp được sơ sơ. Sức khỏe phải rèn luyện lên. Rồi lái xe là cái bắt buộc ở bên Úc. Nhìn xung quanh đi các bạn, thằng xe hơi không, đâu có chiếc xe máy nào đâu. Mình nói đi nói lại mình không phải luật sư di trú, mình không thể nào giúp các bạn được. Mình có thể giúp các bạn là khi các bạn ở bên Úc rồi á, thì mình có thể hướng dẫn các bạn đi tìm việc làm tốt. Thì đó mình có hướng dẫn ở trong cái khóa Úc Đại Lợi á. Tháng vừa rồi có một bạn tên là Khang á, học cái lớp đó của mình á, thì bạn đó qua đây cũng được 2-3 tháng rồi. Thì qua đây bạn nó đi làm cũng được lương rất là khá, tự lo hết chi phí rồi còn dư tiền nữa. Tùy theo các bạn thôi, nếu các bạn biết thì là các bạn biết, còn không biết thì coi như thua. Qua đây mà các bạn cứ ở không ở nhà chừng khoảng 1-2 tháng thì là các bạn khôn lên liền à. Lúc đó là các bạn muốn đi về Việt Nam liền thôi à. Có thời gian rảnh là học tiếng Anh giao tiếp rồi tiếng Anh PTE á để đi Úc. Chứ không có tiếng Anh là các bạn khó làm việc ở Úc, không có tiếng Anh là đi ra ngoài khó nói chuyện với người ta, gặp ai cũng sợ các bạn. Ở trong cái khu người Việt miết cả đời luôn, rồi nhiều bạn mà ở lậu ở đây luôn, sống chui sống nhủi cả đời.